hôm nay cái thau lép nó cả nhà ơi, cái này bây giờ nó ra không ra nước, không biết làm sao đây. Mơ phải thay cái cục này lâu quá, bây giờ nước nó hết chảy. Dịp nước cả buổi trời mà nó chảy chứ gì là thấy xong hèm. Lại tốn tiền, lại mất thời gian. Phải chạy không đi bộ một chuyến. Nước chảy gì nghẹt hết trời, nó mới kẹt chỗ nào. Thử cho tao thì ok. Ok, thôi mình đang chạy cái nhà đây. Giờ lên xe đi qua Home Depot mua đầu về sửa cái toilet. Đây, sáng chủ nhật là có chuyện. Ok, thôi trên đường đi. Tại từ nhà mình qua Home Depot mất có khoảng 50 phút rồi nha. Mua cái đó về thay. Còn hư mấy cái ngày thứ dữ luôn. Bữa nay là Mother's Day weekend. Tính mình đi làm về mình, kiếm đồ để mình mua đồ về mình barbecue ăn Mother's Day. Bây giờ đi sửa toilet. Sau thì sao, không ai dành ai hết. Nhưng mỗi lần mà mình tới bạn stop sign là mình phải dừng. Nếu mà không dừng là cảnh sát lên mơ, nó sẽ chặn mình lại. Nó sẽ cho mình một cái ticket. Xe chót lại đồng ta đẩy lên đó, thấy không? Nhấp cái chân
người ta đem xe chót ta đi mua đó, ta chắc xe gì đó cả nhà, có người tự sửa, có người mướn người ta sửa. Cái hôm đi bầu là gì cả nhà, sao bây giờ mình đi vô trong mình lựa cái đồ thấy của mình. Ok, quên nữa cái gì ơi, mình phải đi đeo cái mặt nạ vô mới được. Mình đi vô mà mình không có đeo mặt nạ. Ok, đẹp. Okay. Đây là bên trong của Home Depot nha. Đó, bán siêu ốc, bán cây là nhiều lắm mà. Bây giờ mình mua để mấy cái đồ mình sửa mấy cái của mình nè. Bán xi măng nè hả mấy nha. Nghe nói là Home Depot với giống gì nó cũng lên hết nha. Một bọc gì bán 10 lọc là một bọc xi măng. Ghê thiệt. Giá cả thị trường vậy giống gì cũng lên hết nha. Mình mua mấy cái chai này để mình sửa cái driveway của mình. Mình có cái bảy chỗ nứt mà mình sửa hoài nó bị nứt hoài. Bây giờ mình mua cái chai này mình khóc nha. Ok, 3 đồng mấy một chai. Vậy nó bán mấy cái tủ để cho người ta làm bathroom nữa nha. Bất cứ cái gì liên quan tới nhà này đều không có hết. Ở đây là mấy cái chỗ để bán đồ sữa toilet nha nhỉ. Cái kiểu của mình là kiểu nào đây? Nhiều kiểu lắm. Bây giờ kiếm cái kiểu giống kiểu của mình mới được. Easy to install 13 đồng một cái. Đó, mình phải thay mấy cục thế này nha, nguyên một cây này luôn. Cây 13 đồng. Mình không biết mình kiếm cái loại nào đây để mình coi. Mình mua cái loại Performance Mat Filler, loại Universal. Cái loại này nó sẽ sử dụng cho nhiều cái loại toilet. 7 năm mua anh thi. Giá là 13 đồng 97 ha. Ok, mình chỉ mua cái này là xong. Vậy mình thay hết luôn. Nghe nó đồ em bị bầu giống gì vậy cũng mắc hết vậy. Wow, bán đủ thứ cho nghe nha. Mua coi chút xíu vậy đó hay nha. Mua 4 chai ấy. Mua 4 chai Cork chứ cái này xong tổng cộng là 3179 nha. Ok.
chợ cái xong rồi phải xích tay cái mùa dịch này là vậy. Rồi. Bốn cái chai để sửa cái driveway, mua đồ sửa toilet. Hôm nay mình nghỉ mấy ngày, mai kế chừng tới ngày chủ nhật cái đó mà bị nãy kia quế à. Sao nghe nói dạo này Home Depot có giống gì cũng lên dữ lắm rồi nha, tại vì nước Mỹ của mình á, cái hiện bây giờ cái chấm mà để cho mượn tiền nhà nó rất là thấp, bởi vì ai cũng mua nhà rồi xong đi sửa nhà, rồi cái giá thị trường của cây á nó lên rất là cao. Hồi xưa mình mua một cái cây để mình sửa nhà có mấy chục sen không, nghe giờ nó lại 7-8 đồng một cái cây luôn đó nha, quá trời mắc. Số là những cái lò supply ở Home Depot là nó nhập từ Trung Quốc, mà bây giờ giữa Mỹ và Trung Quốc thì giống như đang khiêu chiến với nhau. Bởi vì cái giá thị trường giờ là cái supply nó rất là hiếm. Lấy không có ra hàng mà gì kiếm gì cũng lên hết. Cửa
trung bình mỗi một căn nhà giờ ở vòng vòng đây thì trung bình cả khoảng hàng 2 trở lên. Sắp sửa tới nhà cả nhà. Ok, xong rồi để mình quay mình chia sẻ cái cách để mình thay cái vào cho cả nhà coi. Ok, bye cả nhà, chúc gặp lại. Ok. Trước tiên là mình phải cần cái thảo nha nhà. Mình phá cái vòi nước đó lại coi. Nhưng phải đeo vào tay vào. Ok. Kìm. Mình chỉ dùng cái kim này thôi. Vậy đó. Rồi cái này là cái đồ mình mới mua ở Home Depot về đây. À, mình mua cái hiệu Universal là nó xài hình như nhiều thứ cái toilet lắm nghe nha. À, easy to install. Nhưng trước tiên là mình phải phá nước lại. Mình giật nước cho nó gáo hết. À, gỡ cái nắp này lên. Nắp kia. Rồi bây giờ mình xả nước này cho ra hết luôn nữa nha, cho nó không còn nước trong đây luôn. Để không thôi lúc mà mình gỡ cái veo dưới nó sẽ dâng nước ra nhiều lắm. Bây giờ mình phải làm sao cho nước này ra hết, càng nhiều càng tốt. Để không thôi mình gỡ, mình sẽ gỡ cái chân trong này nữa nha. Đây, mình sẽ gỡ cái này ra để mình thay cái cục ở trên. Mình không cần gỡ cái này, mình chỉ phá cái nước lại thôi. Đó. Rồi xong rồi xua cái nước này nè. Mình dỡ cái veo này, mình hắt cái nước này cho nó ra, nó xuống cái toilet luôn. Để không thôi mình dỡ, mình dặn cái con tán này chân chỗ, cái chỗ ngay ngón tay mình chỉ đây nè. Là nước sẽ nó tràn xuống cái thao. Nhưng mà mình không muốn vậy, bây giờ mình muốn chắc cái này nó càng nhiều càng tốt. Ok, để mình ngừng cái phone nó lại để mình xả cái nước này cho hết. Mình sẽ quay tiếp cho cả nhà coi nha. Đó, cái nước này, nếu mà mình không gì xả cái nước này ra là mình gỡ ở dưới là nó tràn ra, nước nó ướt nhà hết, nó cầm dẹp. Đó. Ok. Đây, tay mình hét. Thôi mình lấy cái ly, mình kiếm cái ly nước nào cho nhỏ, mình chắc cái nước kìa. Ok. Yeah, mình không có cái ly. Mình dùng cái miếng này để mình hồi dắt nước cái này lại. Mình gỡ cái cục phao này luôn đó nha. Cái này á, cái này nó chỉ đè xuống thôi, mình dặn ra dặn ra thôi. Đó. Hỏi cho mình thay này luôn, lâu quá. Mình dặn cái này dặn ra nha. Dặn tay cũng không được. Xong. Nước nó theo nha, không còn một chút nước à, nhiều đây là mình chùi nó đây. Nếu mà mình nãy mà nó không mình
mà không xả cái nước kia là nó trèo hay xèo hay xuống đây là xong. Giờ mình né cái này ra chỗ khác, dặn cái miếng trắng, nó đây nó có miếng trắng cái này, dặn tay thôi, tại vì mấy cái đầu mũ này mình không cần dặn kìm đồ bự đâu cả nhà, tại nó đầu mũ mà. Như là đâu mình dặn miếng này ra là trên mình dở nguyên cây ra luôn. Dặn cái dòng nữa này nè. Rồi giờ của mình là trên này thì mình dở cái cây ra thôi, lôi cái này lên dở cái này ra vậy thôi. Đó, mình bỏ cây mới ra thôi. Nhưng mà đây mấy miếng con này. Nó trong nó chỉ vậy thôi nha. Cái này mình không có động đậy tới nha, mình chỉ thả cây đó thôi. Cây này mình cũng còn xài được. Dạng cứng này đã. Trong gục của toilet là gì? Bây giờ mình gỡ cái hộp của mình mới mua kìa, giờ mình gắn nha. Mình can cho nó cây nó như thế nào. Đây là miếng gò. Rồi cái miếng này là cái miếng này mình dặn ở dưới này cả nha. Đó. Cái này là mình nằm lên trên ngay nhà cái miếng gò này nè. Xong cái mình về mình để lên mình dặn ở dưới là xong. Được không? Dễ, rồi xong cái miếng này là miếng mới, mình sẽ thay miếng này luôn. Cái miếng này nãy nó snap vô trong cái cây hai bên hông á. Vậy thôi. Rồi mình sẽ móc cái này ra. Đang hồi mình móc cái cây cho mình, cái cây mình gạt giật á. Cái này đừng có thoát. Thoát là mình sẽ ghim vô chỗ này. Đó. Nó có clem, mình bỏ cái clem lên lại thôi. Như xong. Cái này nó sẽ ghim vô chỗ này đó nha. Mình giữ trong cái ống này. Ok. Giờ mình bỏ cái keo trắng vô lên thôi, mình khỏi bỏ nha. Mình còn cầm ở ngoài thì dễ gắn. Gắn vô cái đầu mình dưới đây.
sẽ dẫn cái đầu là gì nha. Rồi, bây giờ mình bỏ nó lên thôi. Giờ mình dặn cái da cứng lên nha. Rồi, xong rồi. Kéo cái ống này lên cho nó thẳng. Thẳng ở đây là sao? Ok, chúng ta rồi. Bây giờ cái ống này hơi dài nữa đó nha, nhưng mình phải cắt về cho ngắn hoặc là mình để thẳng nó xuống luôn gì cũng được, nhưng mà theo mình cho mình phải cắt à. Mình sẽ cắt ngắn lại, hơi dài nhìn kỳ quá. Cái đầu này là chỉnh nước nhiều hết nữa nha, giống như cái đầu nước biển thôi nhìn. Xuống chậm xuống ngắn. Ok, đây mình lấy dao mình cắt. Mình cắt ngắn đây nha. Rồi xong rồi mình ghim nó vô đây. Vậy thôi. Mình kẹp cái này vô lại. Cái này nó đi chung với toilet nha. Kẹp mình giữ cái ống này đừng cho bị văng tới văng lâu gì nè. Đó. Nó sẽ giữ lại. Ok, giờ để mình ghim cái cây vô coi. Nhìn xong. Ok. Đó, mình gắn cái gì xong rồi nha. Đó. Bây giờ mình mở nốt nâu chưa. Giờ bắt đầu mình mới gắn cái chai phanh này vô. Ok. Hai cái này nó sẽ nằm trên đây. Để nó xuống. Xong. Rồi cái này mình sẽ móc vô chỗ này. Ok, để mình can cho nó móc kiểu sao vậy nha. Nó hơi nhiều. Có cái đầu dài, đầu ngắn nó ra sao. Ok, mình bật nước lên đó nha. Mình gắn mấy cái này đấy, để mình chỉnh lại nha. Mình gắn đỡ vậy đó. Ok, em mở nước lên. Xong mình kiểm tra chỗ này nha, còn nữa có nước có chảy không, nước nó đi hay bị nhanh, cái này mình có thể mình giảm được đó tự nhiên, không sao càng nhanh như lẹ, nó nước nó đang kia rồi. Nước này nó bị xì, nó bị ướt tí ha.
lên nha. Xong mình giật vài lần mình kiểm tra cái nước nó có bị chảy hay không hả, trước khi mình đã rời đi nha. Kiểm tra kỹ lại hơi nước nó có nhiễu đâu hơi không. Mấy đường ống cũ này á, giờ ốc xe mở ra mở lại nó cũng bị lít nữa, nó còn đang chảy nha. Lúc nãy cái này nó không ra nước, cái cũ của mình đó, nó không ra nước, nó không có lên nước kia gì. Cái con nhìn nó không được good. Cái miếng gòn cũ này, miếng gòn mới này nhìn không được good cái nhỉ. Là mời cho mình lấy cái gòn cũ lại mình xài. Tại nước nó còn đang chảy nó quá siêu good. Nếu mình đè lên thì nó ngưng ngay nha. Mình buông ra thì nó chảy nước nhẹ nhẹ vậy à. Mình không muốn cái nước nó cứ chảy từ 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 từ. Ok, nào chắc mình phải bỏ miếng gòn cũ, nước cũng đang còn chảy nữa nha. Ok, bây giờ mình phá nước, mình lấy cái miếng gòn cũ đó mình xài thôi. Miếng gòn mới sợ nó dở quá. Để mình gỡ miếng gòn nó ra, mình bỏ miếng gòn cũ mình vô. Ok, mở nước lên lại. Mình bỏ miếng gòn cũ mình vô nha. Ok, miếng gòn cũ mình hết nghe xè xè không cả nhà. Đó, nước nó không còn chảy theo cái xung quanh hồi nãy. Tại cái miếng gòn mới của mình nó dở, không biết sao nó không có ôm xẹp. Nhà miếng gòn cũ mình nó siêu rồi good. Rồi sao mình giật mình ngay. Mới mình dục luôn. Quỷ này sợ giỡn quá. Đúng rồi, mới rớt không phải này. Mới rớt giỡn. Đó, cái cây cũ của mình này, nhà nước nó không có thoát giống như vậy. Ok, nước nó hết nghe xè xè rồi nha. Rồi xong, cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian coi video dần dần quay. Ok, chào tạm biệt cả nhà.
mình làm gì thì mình cũng tiết kiệm được chút tiền. Ok, bye cả nhà.